Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt máy tính không sử dụng chuột Để tắt máy tính không sử dụng chuột á Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách sau đây Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Giả sử như đây Đây là bàn phím của tôi Bây giờ tôi muốn là tắt máy tính đi Thì tôi sẽ bấm thập phím là Alt kết hợp với F4 Nhớ nha Bấm đồng thời hai tổ phím này Sau đó các bạn chọn vào Enter Thì lúc này á nó sẽ tắt máy tính rồi bây giờ tôi làm mẫu cho bạn xem nha. Đầu tiên các bạn chúng ta sẽ ra màn hình đã có của máy tính. Lưu ý nha, trước khi tắt máy tính, các bạn chúng ta phải đóng tất cả các ứng dụng mà bạn đang mở. Nhớ nha, phải đóng tất cả các ứng dụng mà bạn đang mở. Sau đó các bạn chúng ta mới tắt máy tính. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm tổ phím là Alt kết hợp với phím F4. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện hộp thoại là Shutdown. Đó, đây là Shutdown rồi. Sau đó các bạn bấm vào Enter. Thì lúc này á nó sẽ tắt máy. Còn nếu như ở đây á chưa phải là sit down thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng mũi tên đi lên và đi xuống để chúng ta chọn vào sit down nha. Rồi đây, tôi bấm lại tổ phím là Alt F4 này. Sau đó tôi sẽ bấm mũi tên đi lên, đi xuống để tôi chọn vào sit down. Khi chọn được sit down rồi thì tôi sẽ bấm Enter thì nó sẽ tắt máy. Đó là cách đầu tiên. Và cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím sau đây. Thì cách này á nó chỉ áp dụng trên Win 10 và Win 11 thôi nha. Còn cách đầu tiên á nó áp dụng trên tất cả các loại Win từ Win XP cho tới Win 11. Rồi, đối với cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Windows X. Sau đó các bạn chúng ta bấm vào chữ U hai lần, nhớ nha. Bấm tổ phím là Windows X, sau đó bấm chữ U 2 lần thì nó sẽ tắt máy. Rồi bây giờ tôi sẽ làm mẫu nha. Đầu tiên tôi sẽ bấm tổ phím là Windows X này. Thì nó sẽ xuất hiện danh mục thế này. Sau đó tôi sẽ bấm chữ U một lần này. Đó các bạn thấy không? Lúc này nó sẽ mở thị trọng thế này. Sau đó tôi sẽ bấm chữ U một lần nữa. Thì nó sẽ tắt máy. Do đây tôi đang quay video nên tôi sẽ không bấm chữ U nha. Còn nếu tôi bấm chữ U hai lần thì nó sẽ tắt máy. Đây là cách thứ hai. Đó như vậy là trong video rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tắt máy tính không sử dụng chuột. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.